Hello các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính tổng có điều kiện sử dụng hàm sum, sum if và sum if s. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào hàm tính sum. Hàm sum này dùng để tính tổng các đối số đầu vào và các số. Thì công thức của hàm sum như thế nào? Chúng ta cùng đi đến công thức của hàm sum nhé. Sum số thứ nhất, số thứ hai, phải số thứ ba, phải vân vân vân. Đây chính là công thức của hàm sum. Hàm sum sẽ chứa tất cả những cái ô số mà chúng ta cần tính tổng đó, cách nhau bởi một dấu phẩy. Ở đây thì có một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại có cái dấu ngoặc vuông ở đây. Là dấu ngoặc vuông ở đây thì do Excel quy ước, là chính là khi mà ghi công thức ấy thì những cái thành phần ở trong cái ngoặc vuông này nó sẽ có hoặc là không, thì cái công thức hoặc là cái hàm này nó vẫn hoạt động bình thường. Đó. Ví dụ như là chúng ta hàm sum chúng ta chỉ truyền một cái thành phần là số, một số vào thôi, thì cái hàm sum này vẫn hoạt động. Nên nó tùy thuộc vào cái bài toán của chúng ta. Chúng ta có nhìn một số hoặc là có nhiều số để tính tổng. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái hàm sum này vào giải quyết cái bài toán là tính tổng tiền của cái bảng này. Đó. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Bằng sum, chúng ta chọn tất cả những cái ô chúng ta cần tính tổng. Ở đây là cái cột tổng tiền, chúng ta sẽ chọn tất cả. Ở đây thì các bạn sẽ có bạn thắc mắc là tại sao lại F2 2 chấm đến F21 mà không phải là dấu phẩy như thế này. Mình sẽ giải thích luôn cho các bạn là đây là tất cả các ô chúng ta chọn nó liền nhau. Thì Excel quy định là sẽ ghi là số đầu tiên 2 chấm đến số cuối cùng để rút gọn cái công thức đó, thì nó sẽ ra cái công thức như thế này. Còn nếu như các bạn, trong trường hợp các bạn tính như thế này, các bạn không chọn các cái ô liền nhau mà các bạn tính tổng cái ô nó cách nhau ra, thì nó sẽ như thế này, sẽ như cái công thức đó. Đó chỉ là quy ước thôi, thì các bạn cần phải nhớ cái điều đó. Nói rất đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ sửa lại cái công thức là tính tổng tất cả. Đấy, từ F2 đến F21. Bằng. Ok. Vậy là các bạn đã hiểu được cái hàm sum này nó hoạt động như thế nào. Bây giờ chúng ta đến hàm sum if. Sum if nó chính là tính tổng dựa trên một điều kiện. Vậy thì công thức của hàm sum if như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Sum. Sum if, xin lỗi các bạn. Sum if. Sum if thì thành phần thứ nhất nó là cái vùng. Cái vùng này là vùng điều kiện. Cái vùng điều kiện này là chứa cái điều kiện của chúng ta. Đấy. Cái thành phần thứ hai đó chính là điều kiện. Cái thành phần thứ ba nó chính là vùng cần tính tổng. Đó, vùng tính tổng. Ok. Bây giờ áp dụng cái công thức sum if này để tính, để giải quyết cái bài toán này. Hãy tính tổng tiền của nhà cung cấp Solly. Điều kiện ở đây chính là Solly, và cái vùng điều kiện này đó chính là cái vùng nhà cung cấp này. Đấy, các bạn hiểu không? Vùng điều kiện chính là nhà cung cấp, điều kiện chính là nhà cung cấp Solly, vùng tính tổng ở đây chính là tổng tiền đó. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hàm sum if để giải quyết bài toán này, là tổng tiền bằng sum if. Ok, vùng điều kiện ở đây chính là nhà cung cấp, chúng ta chọn điều kiện ở đây là gì? Chúng ta là Solly, đúng không? Solly.
Soli. Phương tính tổng ở đây là tổng tiền. Chọn ở đây. Đó, vậy là chúng ta đã tính được tổng tiền với điều kiện là nhà cung cấp Soli. À, bây giờ chúng ta muốn chuyển thành nhà cung cấp Vingroup thì chúng ta lại phải đi đi sửa vào đây. À, Vingroup. Đúng không? Chúng ta lại phải sửa như thế này. Đó, thì nó khá là bất tiện. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là tối ưu được cái việc việc này? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta xóa bỏ công thức này đi. À, chúng ta sẽ ghi ở đây là nhà cung cấp. Nhà cung cấp. Và chúng ta sẽ tạo một cái gọi là cái vùng chọn nhà cung cấp ở đây để khi mà chúng ta chọn bất cứ nhà cung cấp nào thì công thức nó sẽ tự động thay đổi tổng tiền. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chọn copy cái cột nhà cung cấp này ra đây. Copy. Copy ra đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái này. Ở đây nó có các cái dữ liệu trùng nhau thì chúng ta xóa bớt đi. Xóa bớt cái dữ liệu trùng nhau đi nhé. Chúng ta sẽ vào data, chọn và vào data. Tìm đến mục remove duplicate. Chúng ta sẽ xóa bỏ đi. Đó. Chúng ta sẽ xóa bỏ những cái dữ liệu trùng đi. Còn lại như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ tạo vùng chọn này. Chúng ta tìm đến mục data, tìm đến data, chọn đến data validation. Ở đây allow chúng ta chọn list, suộc thì chúng ta chọn vào cái vùng này. Đó, nó có ba nhà cung cấp như thế này. Đó, enter, ok. Đấy, chúng ta đã có một cái vùng chọn là các nhà cung cấp ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng tiền dựa vào cái việc chúng ta chọn nhà cung cấp. Đó. Chúng ta sẽ chỉnh cái font này cho nó to lên. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ viết công thức để khi mà chọn nhà cung cấp này nó sẽ tự động thay đổi. Ok. Bằng sum if s à sum if sorry các bạn. Vùng điều kiện là gì? Vùng điều kiện chính là nhà nhà cung cấp. Điều kiện ở đây chính là nhà cung cấp. Chúng ta chọn nhà cung cấp nào thì chúng ta chọn vào đây. Ở đây bởi vì ở đây chúng ta sẽ chọn được mà đúng không? Tiếp theo là cái vùng tính tổng. Ok. Ở đây bây giờ nó sẽ không hiện ra cái gì bởi vì chúng ta đang không không chọn cái gì ở đây. Không chọn cái gì ở đây. Bây giờ chúng ta chọn là mình sẽ chỉnh lại cái phone này nhé. Bây giờ chúng ta chọn chọn là gì? À bây giờ chúng ta muốn tính tổng tiền. Tính tổng tiền của nhà cung cấp Soli. Ok. Để chúng ta chọn Soli thì lúc này tổng tiền sẽ thay đổi. Tính tổng tiền dựa vào với điều kiện là nhà cung cấp Soli. Còn khi mà bài toán thay đổi tính tổng tiền dựa vào nhà cung cấp Vingroup thì chúng ta chỉ cần chọn thôi. Chỉ cần chọn thôi thì công thức chúng ta sẽ tự động thay đổi. Đó. Soli Vingroup này. Soli này. Đó. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Các bạn chắc là các bạn đã hiểu được cái hàm sum if nó hoạt động như thế nào và chúng sẽ tối ưu nó như thế này, nó sẽ khoa học hơn. Ok. Biết tiếp theo chúng ta sẽ đến hàm sum if, tức là tính tổng trên một điều kiện. Đó. Công thức của hàm sum if như sau: sum if s. Thành phần thứ nhất đó chính là vùng tính tổng.
Thứ hai đó là vùng, điều kiện một. Thứ ba là điều kiện một. Thứ tư là vùng, điều kiện hai. Và thứ năm là điều kiện hai. Đó, công thức của hàm sum if với hai điều kiện như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if để giải quyết bài toán nào. Tính tổng tiền đối với mặt hàng TV LG 4K 49 inch của nhà cung cấp LG, tức là ở đây nó có hai điều kiện. Thứ nhất là tên mặt hàng, thứ hai là nhà cung cấp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra hai cái vùng chọn giống như vừa nãy. Tạo ra hai vùng chọn này, tên mặt hàng và nhà cung cấp. Ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau, tương tự như vừa nãy thôi. Các bạn copy cái cột tên mặt hàng. Rồi, rồi xóa đi. Xóa đi những cái dữ liệu trùng và data. Xóa đi dữ liệu trùng, duplicate. Ok. Vậy chúng ta đã xóa đi dữ liệu trùng rồi. Bây giờ chúng ta tạo ra hai cái vùng chọn. Thứ nhất là nhà cung cấp. Thứ hai là mặt hàng. Đó. Nhà cung cấp thì chúng ta chọn vào data validation. Đó, chọn vào allow, chọn list, sort, chọn đây các nhà cung cấp. Ok, tương tự mặt hàng chúng ta sẽ chọn vào data validation, chọn vào list, sort, chọn vào đây enter. Ok, vậy là ở đây chúng ta đã có hai vùng chọn, thứ nhất là nhà cung cấp, thứ hai là tên mặt hàng, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài toán là tính tổng đối với mặt hàng TV V-Smart 55 inch 4K của nhà cung cấp Vingroup. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức để tính nhé. Và chỉnh cái phông này cho nó to lên. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức như sau, bằng sum if s. Thứ nhất là vùng tính tổng, vùng tính tổng là tổng tiền đúng không? Chúng ta sẽ chọn tất cả các toàn là tất cả các ô trong cột tổng tiền. Thứ hai là vùng điều kiện một, vùng điều kiện một thứ nhất này là tên mặt hàng đi đúng không? Tên mặt hàng. Điều kiện là gì? Điều kiện là gì? TV V-Smart 55 inch 4K đúng không? Chúng ta sẽ chọn ở đây. Đây là tên mặt hàng này. Chúng ta sẽ chọn vào đây này. Đó. Phải. Vùng điều kiện thứ hai đó là nhà cung cấp. Nhà cung cấp. Chúng ta chọn vào đây. Chọn vào đây. Cái cuối cùng là điều kiện nhà cung cấp đúng không? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi. Đóng ngoặc. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bèn nó sẽ ra như thế này. Đó. Ra kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta thay đổi nhé. Bây giờ chúng ta điều kiện là TV LG 4K 65 inch. TV LG 4K 65 inch của nhà cung cấp LG đúng không? LG. Đấy. Thì tổng tiền ở đây, tổng tiền ở đây nó sẽ tính được như thế này. Đó, chúng ta sẽ tính tổng tiền được, tổng tiền với hai điều kiện là nhà cung cấp và mặt hàng. Ở đây chúng ta tính tổng tiền với một điều kiện là nhà cung cấp, còn đây là chúng ta tính tổng tiền không có điều kiện. Đó, các bạn đã hiểu được hàm sum, sum if và sum if để tính tổng và tính tổng có điều kiện rồi nhé. À, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.